nghệ sĩ nhân dân tiến đạt tùng dương thanh lam và đồng nghiệp xúc động đưa tiến nhạc sĩ phó đức phương đông đảo đồng nghiệp bạn bè người thân đã đến tang lễ của nhạc sĩ phò đức phương đưa tiễn con người tài hoa của nền âm nhạc việt nam về nơi an nghỉ cuối cùng lễ viếng nhạc sĩ Phó đức phương diễn ra từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 45 vào ngày 24 tháng 9 tại nhà tang lễ số 5 trần thánh tông hà nội lễ truy điều được tổ chức vào 12 giờ 50 cùng ngày tại nghĩa trang công viên thiên đức xã bảo thanh trung giáp huyện phù ninh tỉnh phú thọ Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam ông Đỗ Hồng Quân làm trưởng ban lễ tang, đại diện gia đình nhạc sĩ Phó Đức Phương là ông Phó Đức Trù. Phó ban tăng lễ gồm nhạc sĩ Đinh Trung Cảnh, tổng giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, các thành viên khác bao gồm giáo sư Nguyễn Lan Cường, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, ông Trần Hướng Dương, cuộc phó cục nghệ thuật biểu diễn, nhạc sĩ Đinh Công Thuần đông đảo người thân, đồng nghiệp và bạn bè đã đến đưa tiến nhạc sĩ Phó Đức Phương. Nhạc sĩ Phó Đức Phương cùng nhạc sĩ Nguyễn Cường, Dương Thụ, Trần Tiến là những người bạn thân trong nhóm Bộ Tư Sông Hồng. Nhạc sĩ Dương Thụ ghi trong sổ tăng, Phương thua trong trận chiến cuối cùng nhưng thắng trong trận chiến cả đời để trở thành Phó Đức Phương. Yêu quý bạn vô cùng, nhạc sĩ Nguyễn Cường để lại lời nhắn tớ thù và trần tiến đến với phương đây nhớ mãi nhớ mãi thương lắm phương ơi riêng nhạc sĩ trần tiến đang bị ốm nên không thể tới đưa tiến nhạc sĩ phó đức phương sinh năm 1944 tại Hương yên ông là một trong những nhạc sĩ hàng đầu của việt nam khi sở hữu các ca khúc mang đậm chất dân gian Năm 2001, nhạc sĩ Phó Đức Vương được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Bên cạnh đó, ông từng đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ cũng là người tiên phong trong công cuộc đấu tranh giành quyền tác âm nhạc suốt 18 năm qua. Trong suốt cuộc đời làm nghề, ông luôn nhận được sự kính trọng và yêu thương của các ca sĩ nhạc sĩ. Bên cạnh đó, ông còn là người đặt nền bóng cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Bởi vậy, nhạc sĩ Phó Đức Phương được ca sĩ Tùng Dương mệnh danh là người trang sĩ sông Hồng mạnh mẽ nhất nhà báo phó khánh chi con gái nhạc sĩ phó đức phương chia sẻ ông từ già cõi đời khi chưa kịp dặn dò con gái sự ra đi của ông khiến gia đình người thân bàng hoàng và đau đớn